Ok, hello tất cả các bạn nha. Thì chúng ta chiến tiếp tục nữa nha các bạn. Mình với chồng gắng cố gắng làm tiếp vài tập nữa cho các bạn xem nha. ARK Anunnaki. Hello bạn nha, chào mừng các bạn đã tiếp tục với Sergi IGK. Nó hồi nó bị liệu luôn rồi đây. Đuối không? Không, không, không đuối đâu, vẫn còn sung sức lắm anh ơi, chơi vẫn thoải mái. Anh hấp hấp vô một miếng xăng nha các bạn, chiến tiếp tục cho các bạn xem. Hớp một miếng xăng rồi ị ra, ra một cái cục xịt nè. Anh Phương thấy không? Giờ phải rồi. Đêm ơi, tập này sẽ khá là cuốn nha các bạn. Tại vì cuối tập trước mình với Trâm đã chế ra được đầy đủ nguyên liệu á, để chế tạo ra được cái con Sabertooth nè. Cái con Sabertooth mà lai tạo với lại con nào ta? Capsule chết. Capsule siêu chết. Nó cần cái trứng của cái con Capsule chết á. Wow. Đây nha các bạn. Nó sẽ chịu hồ ra được con này gọi là gì đây? To vo su chết. Đâu? Cái tên nó trong cái thông tin ở dưới kìa, đọc đi kìa. Ok, thấy. Nó sẽ tạo ra cái con to vo su chết nha các bạn. Em nghĩ cái con này nó như thế nào? Con này em nghĩ là nó có vảy của con Caro su chết rồi cái đuôi chắc cũng là đuôi cá sấu. Anh nghĩ nó là đuôi cái con báo hay là con đuôi con cá sấu? Nếu mà nó ra cái đuôi cá sấu nhìn nó mới ngầu. Cái đuôi cá sấu, cái đầu là con báo á, em nghĩ vậy. Đúng rồi, cái đầu là cái con Sabertooth. Cái con báo là nó có lông đúng không? Nhưng mà em nghĩ con này nó có thêm vảy cá sấu nữa. Ui, nhìn chắc chơi người dơi anh nhờ. Các bạn đáng xem á, coi thì dạng ra như thế nào á. Chứ mình anh em mình hay tưởng tượng vậy thôi à. Chưa biết nó là như thế nào nữa. Ở đây có cái con gì Dimetrodon nè. Với cái con Megalosaurus nữa nè, thấy chưa? Megalosaurus, đây. Cái bên đó một lát nữa mình gặp mấy con Dimetrodon á. Ok rồi. Mình sẽ bắt các bạn. Tên. Dimetrodon là cái con ở đầm lầy đúng không? Cái con này anh nói đó, đúng không? Đúng rồi. Mà quan trọng là cái ví dụ như là cái con kế bên đi, nó cần cái Sarcosuchus DNA. Cái đó là kiếm ở đâu ta? Sarcosuchus DNA 23 cái luôn hả ta? Hoặc là cái con đầu tiên nè, nó cần nè. Allosaurus DNA. Cái đó mình kiếm ở đâu? Thua. Cũng khó chịu các bạn. Mấy cái DNA đó mới căng đấy. Mấy cái DNA đó không biết cho mấy năm có chế các bạn ơi. Nó chỉ cho trời chế ba cái loại kia. Martin Gammon nè. Đây chúng ta có trứng của cái con này nè em ơi. Excellent and Excellent. Iduanodon nè. Có chưa? Nè nó đang phối nè. Nè, yeah. em có trứng Sabino này anh Phương lấy không? Bỏ vô trong cái bàn này đi. Anh nghĩ là trứng Sabino chắc cũng cần đó. Có một con để mà lai tạo từ Sabino mà. Miro Raptor chúng ta cũng phải bắt luôn, nói chung là con nào cũng phải bắt. Ui, Miro Raptor mà nó lai với lại T-Rex thì nó ra con gì ta? Draco Aviranus là cái gì vậy? Nè các bạn. Ui. Nè cái con này nè, cái đây là cái con T-Rex nha các bạn, lai tạo với cái con Microraptor là nó sẽ ra cái tên kìa, Draco Viranus. Uầy, có con Terry với lại con Sabino là tạo được với nhau nè anh Phương. Ở đâu? Tai hai. Terry, vậy là mình cần bắt Terry. Có Terry thì ở nhà có rồi. Trứng Sabino thì mình có rồi nè. Nhưng mà quan trọng là đó hai cái ở dưới kìa. Hai cái DNA này không biết kiếm đâu ra là rồi xong rồi con siêu báo anh ơi. Rồi rồi. Ui, thời tiết đẹp quá. Ôi. Ui. Kiểu mà giây phút trông chờ nè các bạn. Có. Đây em ơi. Thời tiết xấu vãi chưởng anh nhờ. Là sao để to chơi. Tavo su chết. Các bạn cùng đoán xem cái con Tavo su chết này nó ra như thế nào nha. Em có nè. Đó, cái con này ui giống như em nó luôn nè anh Vương. Nó nhìn như con sư tử á, đúng rồi nè, nó phải giữ lại cái đuôi này nhìn nó đuôi có sáu lưng có vảy y chang là vào đầu sư tử. Đầu sư tử. Cái bạn nào mà có chơi cái game gì trên cái kia nè, đấu trường thú hay là cái gì á, cái game gì trên điện thoại cũng có nữa đúng không, cái game gì mà chơi trên i8 á anh Phương nhớ không, hồi trước anh Phương như rủ em chơi cái game đó một lần rồi nè. Trên i8.com hả? Dạ. Nó lai tạo mấy cái chân rồi bộ phận của thú vô một con thú á, anh nhớ cái game đó không?
phải tèo lắm biết, nhưng mà quan trọng là bây giờ anh em mình luyện gấp nó thử nè. Em nghĩ con này nó kể cái gì vậy? Nó kể cái gì sao con này bao nhiêu đam, bao nhiêu máu vậy anh Phương? Anh Phương nghĩ thử coi một lần cộng được bao nhiêu. Thấy nó thấp chủng mà nè, có được 1000 mấy nhờ. Nè nè, em có loại kinh nghiệm là để cho nó uống nha. Nóc cho đi con. Là được bao nhiêu cấp? Nè, cũng xịn đó, cũng xịn đó. Ôi, mười mấy nghìn rồi kìa. Nóc cho một cấp nữa nè. Thôi, chừa lại đi, chừa lại đi để anh tăng cho cái con T-Rex của anh. Còn. Tăng máu cho nó đi, quan trọng máu nè. Ê, con này phóng được không ta? Các bạn nghĩ cái con này nó có thể là phóng được giống như cái con Carol siêu chết không? Nó phóng được chắc quá dữ rồi. Được anh ơi. Rồi. Con này xài yên gì trời. To boy su chết hả? Con này to con này, to boy không có các bạn ơi, chắc là nên làm thử hai cái yên chung với nhau luôn, một cái là Sabertooth hoặc là Karuo su chết. Rồi cái con này bao giờ nó mới phun máu vậy ta? Thấy phải tèo. Karuo su chết là chế trong người hết ta? Capro siêu chết. Chế trong người các bạn ạ. Đúng rồi. Gì mà đẹp vậy? Thời tiết đẹp họ đâu để em chỉnh thử coi. Cho nó cho thành thời tiết sáng không? Quên. Nè, chỉnh trời sáng thử coi. Ôi, thấy nó đâu có thay đổi gì đâu. Weather clear thứ em ơi. Ơi, yên sao Bluetooth em ơi. Weather clear hả? Stop rain nào. Ui nặng dữ vậy. Cho nó thấy không gì đó gì. Cool for all nào. Ui. Ôi. Ôi em xài mấy cái lợn này nó biến đổi được màu sắc của bầu trời rồi. Biến đổi được màu sắc của bầu trời màu qua màu đỏ à. Đúng rồi. Đâu chát lên thử coi. Stop rain này nhưng mà sao thấy mưa vẫn còn vậy? CE headwear còn em chát lên không? Tao chát lên thử rồi. Đây nè, chát cái này nè. Đó. CE. Đó, em xài cái lệnh stop rain nó tắt mưa được kìa. Ok được em ơi. Stop rain là viết stop. Ship gạch rain gì đúng không? Đây cái dòng chữ này nè. Ủa sao em chát không được ta? Đây. À, CE phải không? Thêm chữ CE mà chứ. Rồi, đó viết mấy cái vậy đó, nó thấy hết sương mù rồi, trời sáng chân lại kìa. Ok, đẹp. À, vậy là anh em mình biết cách để mà clear được cái thời tiết này giống như là cái gì á, weather clear vậy đó. Được. Bữa giờ chơi cái map này quý vị. Cái thời tiết đó cho các bạn xem cái nó đẹp các bạn. Đây thời tiết nó khó chịu. Rồi nha, hợp lý luôn các bạn ơi. Cái này là con T-Rex mà. Từng. Đâu cái con báo kia đâu anh cho em mượn hả? Đó, đã được chưa? Tà bò nặng quá à. Đi không nổi. Trời ơi, mình cầm đồ nhiều quá, nặng quá, nó chở không nổi kìa. Không có cái lọ máu để hồi cho con đó rồi. Rồi, ok. Rồi, thì các bạn à. Đâu, em test được chưa? Đây. Tiếp một. Ui. Đã vậy. Ôi nó phóng được gì hả? Ôi nó phóng vậy là giống như Sabertooth rồi. Sabertooth anh ơi, chứ nó không như phóng như con kia. Phóng xuống rồi, phóng xuống, chết rồi. Potion. Ui các bạn xem nào các bạn ơi, cũng nhìn cũng xin sò thật sự không? Được đấy, cái con này nhiều. Ui, cả 10.000 đam luôn.
Ghê ghê. Khỏe khỏe. 10.000 đam cũng được, cái bài cũng xịn chứ bộ. 10.000 đam luôn. Quay. Được. Nhưng mà nha. Có cái con này nó không im cái là máu nó hồi phục lâu quá, đúng không? Dạ. Ui, có mấy cái trứng nè Phương, lùm 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 lùm. Lùm lùm. Giờ là mình dùng mấy con này để mà mình quy hoạch trứng. Nè, cái con Sabotus thì nó được có cái gì nữa bạn? Cỏ hay giờ bạn thấy không? Tao nói sao? Ghê lắm. Ủa? Nè, vậy nè. Đâu, thử rồi. Gào. Tăng cái tốc độ speed lên là nó còn, cái mà nó còn sở dữ nữa. Rồi, rồi, cho em thử đi. Bị nặng. Cái con Caprosu chết này mà các bạn mà tăng speed này lên nhiều nhiều rồi nó phóng một phát rồi bay về loài luôn. Nặng quá đi không được rồi. Để anh Phương đi vậy. Rồi để nó ở nhà đi em ơi. Anh em mình đi tiếp tục em ơi. Đi. Đi qua bên núi băng không? Đi rồi anh ơi. Kiếm thứ ba đi anh ơi. Bữa giờ chưa có thứ ba nữa. Kiếm thứ ba đi. Con Agen ta biết đứng ở trên cái tháp canh bữa giờ đứng vẫn đứng trên nên nó nhìn kìa. Lườm anh em tao không ạ? Coi một tên bây giờ. Súng gì của mình đâu mắc hết rồi bạn. Xa lăng, xa lăng. Em thắc mắc cái này để làm cái gì đây anh Phương? À, em nghĩ là cái này nó giúp mình anh em phân tích cái này ra sao anh ơi. Anh có muốn test thử không? Đâu. Đây nè, cho các bạn nè. Em mới ráp thử mấy cái móng giò nè. Đó. Đó, hiểu chưa? Nó phân tích ra được cái DNA nè. Đó, em mới ráp mấy cái mẫu này nó phân tích được DNA nè. Hay quá em ơi, được. Ôi được, cái này được. Là mình ôi ngồi mò thôi. Ngon các bạn ơi. Rồi nha, có cái Sabino với lại cái con gì đó. Saco luôn rồi. Được em ơi. Ôi mò bậy bạ cũng được. Chế cái này nè phải không? Chế à đúng rồi đó. Cái này là từ polymer này phải không? Là sẽ lấy được DNA. Đúng rồi anh ơi. Ui cái mod này hay quá các bạn ơi. Ui cuối cùng đã tìm hiểu được cách làm cái DNA rồi. Quan trọng là bây giờ mình phải giết mấy con đó, mình lấy mấy cái mảnh cái gì đó, tay chân giò cẳng của nó mang về đây làm. Hiểu luôn. Bây giờ là em phân tách cái Terry đi. Terry hả? Terry anh có cái móng Terry không? Qua đi giết vậy cái móng Terry thôi. Đi chết đồ mấy con này đi, mấy con này em nghĩ có đó. Nè. Để kiếm thử coi. Súng ống đạn dược ở Phương ngủ nhắc. Có này. Ây da, ngon quá các bạn. Lên đời. Đấy. Ôi, ngon lành các bạn ơi, anh em mình lên đời rồi. Ui, được 15 cái lần hả? Mỗi lần chế được 15 cái lần hả? Đúng rồi anh. Nhiều lắm. Rồi các bạn phân tách ra, sử dụng cái máy phân tách này để phân tách ra DNA. Ui, mod hay thật sự. Ủa, cái con cano em đâu rồi ta? Ôi, ra được Terry nè em ơi. Ủa dè. Thiếu gì nữa? Sabino. Để mình check coi mấy cái này coi. Ôi các bạn xem nó phân tách ra của Terry nè. Nhiều lắm đúng không? Đóng luôn. Ôi Saco, ôi mình lấy mấy cái vẫy. Ôi qua giờ mình với Trâm không biết cái cách phân tách nó ra như thế nào các bạn. Bây giờ biết hết nè, quá êm. Em thấy nó ghi có cái chữ eject đó, giống như là phân giải cái gì đó. Cái Fury này, em bỏ thử cái Fury vô là nó làm ra luôn kìa. Ngon lành các bạn ơi. Vô tình học được. Rồi, quan trọng là bây giờ còn thiếu cái Excellent mình, DNA. Mình bây giờ mình cần làm, mình muốn làm con nào anh Phương? Em làm cái con mà có cái trứng Sabino sẵn đó.
Còn Terry Terry đó, với lại Terry Sabino đúng không? đúng rồi, Terry nó lai với con Sabino. Ok, Common DNA nè với lại Excellent DNA. Come on Common đây. Dinosaur nha, anh làm cái dinosaur. Ủa cái nào. đó là Không, anh cái chế cái mammoth mà đâu phải cái đó đâu. dinosaur. Anh chứ nhầm à. Làm cái bên kia kìa, dinosaur anh. Cái mammoth kia hình như là dành cho thú ăn cỏ, em nghĩ vậy. Còn Excellent nữa, Excellent là làm từ 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 cái common rồi, vậy phải chế nhiều common lắm. Ok, đang chơi, đang chơi. Thịt cá, thịt Đó, thường và đang chế cái keratin. common đó bạn. Nó lên 88 rồi đó. Ngon lành các bạn ơi. Hi hi hi. Nhưng khi tập này là làm theo được một con nữa luôn anh nhỉ. Ok. Trong thời gian nó chờ đợi đang mình đi luyện cấp đi mà. Lấy anh ơi. Thì các bạn ơi, chúng ta cứ chơi từ từ các bạn. Không cần phải gấp gì cả, tại vì series này mỗi ngày nó một hay, mỗi ngày nó một dài mà, đúng Rồi. không? Đây mày, anh chưa lên cấp cho con này nè. Rồi đây, em lấy kệ hộ tống theo. Cứ cho nó chế tạo DNA các bạn, trong thời gian mình đi luyện cấp với mà đi tìm thú mới, một lát nữa về nó chế tạo sẵn hết á. Cái mình chế tạo thêm cái phần DNA này nữa là về một lát nữa. Thế chúng ta chế luôn à. Ok đây. Em cầm con cano đi nha. Anh cho nó ráp nhiều cái cao common lên. Common với mã này nữa nè. Ok, hợp lý anh ơi. Không à, hay là gì nè. Excellent Mammoth nè. Trăm cái này thôi. Rồi, chăm cái kia. Thôi. Rồi. Ok chưa? Ok. Đó, vậy là trong thời gian một lát nữa mình đi xong mình đảo về là đủ đó bạn, đi mày. Go. Đi Mà qua. giết vài con nhện thôi. Con nó băng hành. A few moments Đừng có đi qua bên cái khúc đó nữa. Ok, chúc Cái chúc khúc mừng. đối diện đó đúng không? Đúng rồi. Hình như là cái khúc bên đó đó các bạn, nó spawn ra cái con kiểu mà con rồng hay con gì á, mà cứ đi qua bên đó là nó bị crash game mà. Cay thật sự. Chút nữa cho Né em đường đó ra đi. đi bộ hoặc là dắt theo cái con Spino đi tàn tàn thôi rồi. Chứ chứ mà kiểu đi nhanh quá là bị rách game nữa. Nãy Ôi, giờ. ở trong này chế tạo ra được rồi nè em ơi. Để bao nhiêu cái kia rồi. Ui, mấy cái cục này nhiều dữ vậy. Đủ rồi nè, đủ rồi nè. Chào, tay ba đúng không? Carnivore. Nè cái con Terry á, cái con Terry kết hợp với Spino. Chúng Tay ta đã hai. đủ nguyên liệu để chế nè các bạn. Ôi, đủ luôn rồi các bạn ơi. Chế luôn ha. Chơi luôn đi, làm luôn Chế cho luôn đi, nóng ở đây. sẵn đi luyện cấp luôn. Tại vì chờ nó ráp lâu mà. Yeah, Ok. anh thấy nó nhích kìa, nhích luôn kìa. Cái này Con chắc này nó tên là gì ta? Spinosaurus. Với Sabino ni chết. đâu? À đúng rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó tên là gì? Spino ni chết nha các bạn. Tại sao Tào lại lao có thật cái sự. chữ ni chết? Ni chết là nó dành cho cái thú mà cái con khủng long mà mình làm chứng về mình ấp á, cái con mà có cái đuôi nó có lông nó bay được anh, không phải nó bay mà nó phóng thôi đúng hơn. Con nào ta, Cái con ở cái con mà trên đu chân á hả? đu lên cái người con khủng long á, anh nhớ cái map kia tên gì ta, Varuero á, quanh khu nhà mình có mấy con đó nhiều lắm á, anh nhớ không? À, cái con khủng long mà nó có cái đuôi rồi mình muốn nuôi nó là mình đang đi ăn cắp trứng đúng Đúng rồi, chứ nó bé không? xíu à. Nhớ Cái con đó là thuộc dòng DNA chết đó. rồi. Ok. Đó. Bạn nào coi nói chung là fan cuồng ADK dữ lắm các bạn mới hiểu được mấy cái giống loài khủng long các bạn, nó cứ cà chết gì đó khó chịu lắm. Sao rớt rồi mà gì đó rớt 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 lê lết các kiểu gì đây. đó. Lê lết luôn. Từ chết cho tới lê lết luôn. Quay sắp sắp xếp mấy thú lại đi trong thời gian chờ đợi. Sắp rồi. Em có nên phối mấy cái trứng của mấy con Spino này không ta? Cái con Spino đó bình thường nó đã đẻ rồi, còn này thì chắc chắc cũng được anh ơi. Bật bật matching cho nó. Có cần trứng Terry không? Terry hả? Không biết có cần trứng không ta? Terry Terry.
Để mình xem nữa Ở con đây nào chúng ta có con trứng của Harry. con Harry. Ủa có hai con Harry nè. Cần trứng Kano nè rồi, cần trứng của Myroraptor nè. Hay là một lát nữa phải đi nếu mà gặp Myroraptor thì mình sẽ bắt Còn Myroraptor nha các bạn. Baryonyx nữa. Ôi, em bật chế độ Martin hay gì nó phối nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi này. Rồi cần cần trứng của Sako để làm mấy cái con này à. Caprosu chết thì có Trứng gì? rồi. Trứng sa cô không? Trứng Sako, trứng Tabe. Ok. Trứng Dimetrodon nè. Mình làm cái con này mình cần trứng Kano với lại trứng Myroraptor. Sao nó không không dùng trứng của cái con gì ta? T-Rex ta. À đó mình sắp xếp lại đó bạn. Em nghĩ cái con Sabino này thì nó sẽ giống như thế nào? Rồi rồi, để xem cái hình nó coi, để hình dung thử coi. Cái con này là nó lai tạo từ cái con Terry nha bạn. Terry là con này nè. Đó, với cái con Sabino. Harry mà Sabino hả? Anh nghĩ là trên cái lưng của nó là sẽ có cái vây giống như là cái con Sabino này nè. Ok. Dạ. Đúng không? Rồi Yeah. cái móng tay của nó, kiểu mà cái chi trước của nó, bạn, cái chi trước của cái con mà được lai tạo ra nó sẽ có giống như cái móng của con này. Ok. Kiểu mà nó đặc trưng á. Con của con nào? Của con Terry hả? Em ơi, ừ. Anh nghĩ là cái móng trước của nó, cái chi trước nó sẽ có cái móng này. Còn ở trên lưng của nó sẽ có cái vây của cái con khủng long gai này. Ok. Rồi Còn cái đuôi. cái Cái đuôi đuôi lại này. em nghĩ là nó lấy đuôi của con Terry luôn quá. Rồi. Đuôi Harry hả? Đuôi dài nhưng mà nó lại là cái chùm lông giống con Terry. Rồi, ok, còn cái mỏ. Mỏ em chưa hình dung được, em nghĩ chắc nó giống giống Phải giống cái hình minh họa. không? Cái Ô, ra cái trứng cái nào, ra trứng cái nào. miệng hả? Cái miệng này chắc là nó lấy đầu con Sabino chứ nó lấy cái đầu của con này chắc nó nhìn nó kỳ kỳ lắm anh ơi. Rồi được nè các bạn ơi. Xong nè em ơi. Ok anh ơi. Đây, đây là thành quả lai tạo mình với giùm các bạn Xem thử coi. ra một cái giống loài khủng long mới. Ôi trời. Sabino đi chết. Ui. Vãi nồi, anh nhìn kia. Vãi, nhìn nó hoành tráng vãi. Nhìn cái mỏ đó đó hơi chúi gục Ngồi nhìn mỏ nó tù vãi. tí. Cái mỏ con này nó vuốt nhọn nhọn ngồi thon thon, cái con này nhìn nhìn nó u ra một cục giống giống cái con này Nhìn xấu đê tiện các ôi đứng mà hai chân luôn kìa anh ơi. bạn. Ôi ôi vậy là đúng rồi nè, cái đuôi thì đuôi của con Sabino nhưng mà nó lại Con Sabino, có con lông giống cái con Sabino. Terry. Em nghĩ nó xài yên nào ta? Chắc xài yên Sabino quá. Ơi cái vảy sừng nó cũng có vảy sừng anh nhưng mà nó lại mọc lông, nó không có mấy cái gai nhọn nhọn gắm ngoài kia. Trời ơi Ui đi vãi nồi. kìa. Nhìn nó cứ kỳ kỳ sao. Trời đất ơi, nhìn mấy con rồi nhìn chú ngục vậy. Ồ, đây 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 đây, anh nói nè, cái chi trước nó nè, em thấy không? Nè, nè, nó giữ lại cái móng tay nè. Cái móng tay của con Terry nè. Cái giò này là của con Sabino là chân sau nè. Đúng rồi. Trời ơi. Cái đuôi là đuôi Sabino. Nhưng Vãi mà lại lọc mọc lông của cái con Terry. tèo. Chết. Chết luôn rồi, cái giống loài liền vãi tèo á. Đi, bây giờ quan trọng là mình thu cái con nhện độc. Hiện tại giờ có con nào để mà bắn xỉu được không? Ta đang qua bên kia bắt cái con ấy nữa. Bắt cái con Gigan á, Gigan Alpha. Bắn xỉu hả? Để em coi có Chế Anunnaki. tên nó gì? Dạ. Mình có cái loại gì xịn hơn nữa không ta? Anunnaki Poison Compound nè. Ui nặng phải. Có con thú nào nó mà phun độc thì khỏe, đỡ phải làm chế tên.
Pen. Đây, vô link cấp cho con kia luôn em ơi. Ok rồi, để em ráp được cái tên này coi. Nó cần cái gì đây? Mushroom. Mushroom đây. Nhưng mà còn mushroom không ta? Hết nấm rồi. Đây, hiện tại bây giờ chúng ta còn thiếu cái đầu của cái con tinh tinh nữa nha các bạn. Yep. Thiếu đầu tinh tinh nữa là chúng ta có thể là chế được cái boss chi bill để bắt cái con rồng hoặc là bắt cái con dodo red. Ok nơi. Đó, làm được quả tên này nè. Tên này chắc mình nghĩ là nó bắn nó sẽ thấm con đó. Đi giờ. Đây. Anh còn nhiều nấm không? Nấm hết rồi, nhưng mà nấm lấy con nhện farm được. Được không? Được không? Được, con nhện hoặc là con Harry farm được. Em chỉ thu nó vô trong quả cầu đi. Thu vô mấy con đó vô quả cầu đó sẽ bị giảm chỉ sức mạnh nha anh. Cẩn thận á. Cho nên là giờ em không có thu thú nữa, trừ mấy con nào mình bắt cho đẹp đẹp á. Hoặc là tạm thu vô để mang về nhà. Ôi mấy viên ngọc này nó cho nhiều vậy anh. Đi sao con này đi chậm với ta. Mấy cái con thú mà kiểu mà đột biến đó nè bạn. Nói chung là nó quánh cũng mạnh lắm á. Nó cần kinh nghiệm không? Em cho nó mình kinh nghiệm nè. Nó không im cái là em biết nó không im nhiều. Chỉ số nó quá thấp đúng không? Không phải. Cái cấp độ. Nó hồi máu lâu quá à. À hồi máu lâu. Nên là cái này là confirm nha các bạn. Bạn thấy nó nhích nhích từ từ không? Mà con này bao nhiêu vậy? Nó hồi máu lâu thôi chứ đâu gì đâu. Chứ thật ra đam nó mạnh á. Đam mấy con này mạnh. Này các bạn thấy là máu của nó nè. Nó lên từ từ không à. Rồi. Mình coi thử coi. Chứ mười mấy 20 ngàn. Bơi nước nhanh không? Cũng được. Ồ. Đó, 9 ngàn mấy rồi thấy chưa? Ủi cá đuối rồi mà. Máu hồi máu hồi hơi lâu. Để mà đánh cho mấy con kia là bị đốt máu là chết liền à. Đúng rồi. Mấy con này chỉ lai tạo đồ cho các bạn xem nó đẹp đẹp quá. Làm đẹp, đẹp các bạn nhìn thấy là lạ thôi. Đây. Để mà đi đánh boss là phải dùng tới mấy con của mod Anunnaki mới có thể chống lại tụi nó các bạn. Tại vì máu mấy con này tới tiền máu máu chục triệu không à. Mấy con này là quấn không lại.